Xét đấu thứ 3, trọng tài Thái đã thổi còi cho bóng vào sân. Xét 3 này bên Hảo Nam có sự thay đổi người. Vừa rồi là quả bò nhỏ ném vào góc xa không thành. Xét đấu thứ 3 này, đội Tân Quý cũng có sự thay đổi người. Cầu thủ Dũng vào sân, và ra sân là cầu thủ Hưng. Các cổ động viên rất nhiệt tình, họ reo cổ vũ cho đội mình. Xét đấu thứ 3 này, bên đội Hảo Nam có sự thay đổi rất nhiều. Vào sân là cầu thủ Thủy, cầu thủ Vinh thay cho cầu thủ Tâm và cầu thủ Tích. Bên đội Hảo Nam đã rút bớt những cầu thủ mạnh rồi. Vừa rồi là pha tấn công không thành công của cầu thủ Thái. Một pha ném bóng ra ngoài của cầu thủ Thái đã điểm số cho câu lạc bộ Hảo Nam. Toàn dùng một tay. Góc. Xong rồi. Ăn ý rất quan trọng. Bên đội câu lạc bộ Tân Quý các cầu thủ rất mạnh, song chưa biết kết hợp, chưa ăn ý, dẫn đến không hiệu quả. Toàn dùng một tay. Không hiệu quả. Tám. Chế
check cái bảng điểm số đây tí là Tâm ơi, Loan ơi. Loan. Loan Tâm ơi. Check cái bảng điểm số đây tí. Check cái bảng điểm số. Các con lùi ra ngoài tí đi, ra ngoài kia chơi. Xịch xịch đá rồi, ok. Wow, lại một pha tấn công không hiệu quả của cầu thủ Thái. Mười sáu nghiêng về Tân Quý. Wow, lại một pha phát bóng không hiệu quả của cầu thủ Hưng đã ghi điểm cho đội Hảo Nam. Vâng, tay chắn của cầu thủ Hòa đã sờ lưới. Còn rất tuyệt vời. Thực ra thì đội câu lạc bộ Tân Quý nếu nói về cá nhân thì rất là tốt, nhưng kết hợp đồng đội chưa được tốt. Nhìn đứng không ăn ý, đứng không đúng vị trí và rất là tranh nhau bóng. Các cầu thủ còn phải rút kinh nghiệm rất nhiều. Phần chia bước chưa rõ ràng. Vừa rồi là pha tấn công của cầu thủ Thanh. Các cổ động viên rất nhiệt tình, cổ vũ rất là hăng hái. Đúng là một câu lạc bộ trẻ. Một câu lạc bộ trẻ nên được sự quan tâm rất lớn. Câu lạc bộ trẻ cần được sự quan tâm nhiều và cần phải rèn luyện, giao lưu nhiều để rút kinh nghiệm.
kiên trì. Một pha không hiểu ý nhau giữa hai cầu thủ chuyền hai và tấn công của bên đội Hảo Nam, làm bóng rơi tự do. Pha tấn công của cầu thủ Nhiệm mà không hiệu quả. Vâng, từ xa tôi đã thấy những màn nhảy múa của các cổ động viên dành cho câu lạc bộ trẻ Tân Quý. Bóng ngoài sân. Vâng, set đấu thứ 3 đã kết thúc với tỷ số 9-21-9 nghiêng về câu lạc bộ Tân Quý.